xin chào ông bà cô chú. Chào cả nhà, mình đã đến với kênh của Như Nguyễn Cà Mau nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì Song Hỷ dẫn Như đi chợ Cống Đồn. Chợ này thì nằm ở địa chỉ là tổ 11, ấp Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Tiến, thì thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Thì đây cũng là lần đầu tiên Như đến đây và được Song Hỷ dẫn đi rất nhiều nơi và kiểu như là mở mang được tầm nhìn đó nha mọi người. Kiểu như nếu mà không làm được YouTube thì chắc có lẽ là mình không có kết nối, mình không có gặp được bạn bè ở nhiều nơi như vậy. Thì hôm nay trước tiên là chị cảm ơn Song Hỷ rất là nhiều. Đến đây là đã dẫn chị và anh đi là rất là nhiều nơi và hiểu được nhiều thứ mà mình chưa biết á. Bây giờ Song Hỷ sẽ tính dẫn chị đi vô chợ làm gì nữa nè. Xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay thì Song Hỷ cũng muốn là chị Như trải nghiệm được cái ngôi chợ mà chợ quê ở ở trong khu vực này là Cống Đồn. Ở phía sau mình là núi Sam, còn ở đây là đối diện là mình sẽ là chợ. Mà hôm nay thì hơi trễ tí xíu tại vì Song Hỷ cũng có công việc á, đột xuất nên là cũng hơi trễ. Giờ này cũng gần 9 giờ rồi. Thì bà con đi chợ về cũng gần hết rồi. Nhưng mà chị biết sao mà chợ Cống Đồn không? Em cũng nghe nói là chợ Cống Đồn nhưng mà không có biết nguyên ý nghĩa của nó là gì. Chị em nghĩ biết. Cống Đồn là chắc gần gần cái cống. Gần gần cái cống người ta đồn ra. Cái cống giống như là chỗ khu vực mà người ta xả nước lũ á. Xả nước lũ mỗi năm thì có một lần. Thì trong này có cái cống người ta sẽ chặn lại. Tới cái mùa nước đó là người ta sẽ mở cống ra cho nước lũ nó tràn về cho tôm cá này kia về đây nhiều lắm. Nên là chắc là đặt tên ở trong này luôn. Chắc vậy quá. Rồi, hình như phía sau mình là núi bên Sam. Đó là núi Sam luôn hả Xuân Hỷ? Đúng rồi, núi Sam. Wow, nhìn hùng vĩ lắm luôn cả nhà ơi. Núi Sam khi mà mình nhìn từ ở trên cao nhìn xuống là mình sẽ thấy là giống như hai con Sam mà nó đang nằm úp bên nhau. Nên là gọi là núi Sam. Mà sau này thì núi Sam thì cũng là một cái nơi mà khu du lịch của tâm linh miếu bà chúa xứ nè. Ở trên đỉnh núi thì có tượng bà, bệ bà ở trên đó. Rồi sau này mới đem bệ bà xuống dưới đất mình mới hồi như bây giờ thì là miếu bà dưới chân núi ấy hả? Đúng rồi. Còn phía bên đây là có tượng Phật. Thì hôm qua là em cũng có coi Như mời chị đi rồi. Buổi tối hôm qua là Như với lại Song Hỷ thì cũng có đến cái chỗ tượng Phật đó cả nhà. Cả nhà muốn biết thì vào kênh của Song Hỷ để xem nha. Giờ này thì trễ quá, chắc là chị cũng đói bụng đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình ăn sáng xong đi rồi mình hả đi khám phá chợ ở trong này. Rồi. Em chào chị nha. Em chào chị. Ở trong này là chị có bán bún thịt nướng ngon lắm, bánh hỏi bún ngon. Rồi cơm. Thấy mấy cái lụi này nè, nhìn thấy hấp dẫn quá luôn nè. Thịt lụi, một trời. Phần ở đây bán bao nhiêu vậy chị? Dạ 20. 20 ngàn. Trời ơi, nhìn chị lụi. Cái này là mình có phải là mình xắt cái miếng thịt ra rồi mình bỏ mỡ vô trong mình? Mỡ rồi hành tây. Mình quấn lại. Lại. Dạ. Ở dưới đám giỗ ngày xưa á, ở dưới đám miền Tây á là hay làm món này nhưng bây giờ ít làm rồi Song Hỷ. Dạ bây giờ ta làm không nổi á, ta hay đặt đám em. Chuyển qua heo quay á chị cho nó gọn, chứ làm cái này nó cực lắm Song Hỷ. Chị đi này là làm món này là ngon cực kỳ luôn á. Em ăn một lần duy nhất luôn. Lần bữa hổm là đi vô chợ Cống Đồn quay, lần đầu tiên đi chợ thì đến đây ăn món này thấy ngon lắm. Ở đây là chị bán có những món gì, món gì ạ? Dạ cơm, bún, bánh hỏi, bánh nước. Cơm, bún, bánh hỏi, bánh ướt, một phần thì mình bao nhiêu chị ha? Dạ 20 đó chị. 20 ngàn. Đều đồng giá? Đồng giá 20 ngàn hết. Còn nếu mà đặc biệt? Ai muốn ăn thêm nhiều thì nói em làm thêm vậy đó. Giống như là thịt nhiều hoặc là bún. Vậy làm cho em là thịt nhiều một phần 30 đi ha? Dạ rồi. Dạ. Chị ăn bún hay là bánh hỏi? Chị ăn bánh hỏi đi. Bánh hỏi, vậy là em ăn bún. Dạ. Nhưng mà cái phần đặc biệt thì cho em cái thịt lụi với chả giò nha. Dạ. Của em khỏi chả giò, em chỉ thịt lụi thôi. Dạ. Nhớ không? Ở đây mình bán nhiều không chị ha? Là bán buổi sáng á, mình chỉ bán buổi sáng hay là có bán buổi chiều không? Em bán buổi sáng thôi. Sáng thôi. Một ngày gì chị làm tầm bao nhiêu dĩa? Em không biết, nhiều dĩa là cỡ mười mấy ký bún. Mười mấy ký bún là chắc cũng nhiều rồi nha. Bánh hỏi, bánh ướt đồ đó mười mấy ký. Dạ. Ở đây chắc chị làm nhà từ chả giò tới thịt hả chị ha? Yeah. Bún chị có làm nhà không? Dạ không, bún này căng. Bún căng. Bún với bánh hỏi với bánh nước là mình căng lại. Dạ. Ở đây là từ đầu chợ vô là đã thấy chị rồi. Chắc có lẽ là em nghĩ là chị bán rất là đắt luôn ha. Phân đó vậy. Nhầm bữa hên xui. Chủ quán đẹp nhất khu vực luôn. Nếu mà một phần 20 ngàn mình được bao nhiêu viên chị? Bao nhiêu cục như vậy? Cỡ 20 ngàn là ví dụ là 4 cục với một cuốn chả giò. Dạ. Còn phần đặc biệt? Một phần đặc biệt không, chị ăn nhiều thì em thêm ví dụ 10 ngàn thì em thêm 3 cuốn thịt. Dạ. Tính đâu phần đặc biệt là 40 cục chứ?
chết em luôn. Có khi nào mà lộn lộn lẹo lưỡi cái nó đặc biệt 40 cục thịt không? Nếu khen nhiều thì đặt nhiều, không khen là không đặt. Vậy hả? À, hèn chi mới vô là ai cũng khen hết trơn. Em biết lý do gì sao mà khen rồi đó. Khen để được nhiều thịt. Chị đẹp gái lắm á chị. Dễ thương nữa. Em thấy vô đầu chợ là chị đẹp nhất, dễ thương nhất rồi đó chị. Chị biết sao mà em vô đây là em không thấy chào là em ăn liền không? Nói hồi chỉ cho nguyên mâm luôn. À, mấy chị ngoài đứng cười quá trời luôn kìa. Chắc biết ý hay gì kìa. Đẹp thiệt đúng không chị? Đẹp. Dễ thương, chị có chồng chưa? Dạ có rồi. Có rồi hả? Tính đâu chưa có, em làm mai. Ờ trời ơi, chút nữa em bị quýnh không biết lý do tại sao luôn. Anh hỏi, bún còn anh ơi. À, chị bán trái cây bên đó kìa. Chị bán trái cây kìa. Chị có gia đình chưa chị? Có rồi hả? À? Tính bữa nay cái dịch vụ làm mai của mình bắt thành này. Ở đây được cái là mấy chị á, vui vẻ lắm. Còn nước mắm anh ơi. Vui vẻ. Ờ, của em xong rồi đó hả? Rồi vậy em đi ra ăn luôn nha chị xinh đẹp ơi. Tèn tèn đây cả nhà ơi. Của Như và của Thâm Hỷ đã xong rồi nha. Đây là phần đặc biệt. 30.000. Của em cũng đặc biệt nhiều luôn. Lắm nè. Của Thâm Hỷ thì cho chả giò, của Như thì không có cho chả giò. Tại vì chị không ăn chả giò đúng rồi. À, Như không có lấy chả giò, của Như là bánh hỏi, thịt nướng. Ê, trời ơi, nguyên một cái miếng thịt nè. Mà nhìn mỡ hành lên trên đẹp ha Xuân Mỹ à. Mỡ hành với đậu phộng nè. Rồi hành phi nữa nè. Ngon ha. Rồi, giờ chị biết ăn ớt không? Biết chứ. Ăn ớt được lắm à. Ăn ớt không có sợ chồng nha. Vậy hả? Vậy thôi cho chị nguyên hũ luôn đi. Cho đừng có sợ. Cho gì vừa nha, tại vì cái bánh hỏi này nó hấm nước mắm dữ lắm à. Để mình thử coi cái nước mắm này. Cái nước mắm vừa ăn không mặn hùng. Nước mắm đây là dạng nước mắm chua chua ngọt ngọt á. Mình chan nhiều quá mà có mặn quá mình xin bánh hỏi thêm. Bỏ vô cho mình ăn không hết. Một dĩa như vậy nó 20-30 ngàn. Là cái phần mà đặc biệt á. Mà nó nhiều quá trời luôn nè. Mời cả nhà nha. Chị nướng làm sao hay lắm Xuân Hỷ. Nó vàng đều luôn rồi nè. Nè cái cục thịt của nó không có bị là khét. Nó vàng đều mà nó mềm mại. Cái bí quyết làm sao mà Xuân Hỷ biết mà nó mềm mại không? Sao cục mỡ ở trong. À. Ở cục mỡ ở trong đây. Nó chị thử trước đi. Nha. Mình thử cái cục thịt ăn trước đi. Chị thử coi vừa miệng không? Có quyến liếng gì không? Có tạo sự giống như là không về cho ra không về Cà Mau không? Muốn ở đây lâu lắm luôn á. Thật sự đến đây mà được gia đình Xuân Hỷ đón tiếp như người nhà vậy á. Muốn ở lắm mà điều kiện không cho phép mình ở được lâu cả nhà bao việc. Mời cả nhà nha. Bây giờ cái phần mà ngon nhất là Xuân Hỷ ăn trước nha, để hôm nay là gọi lọt hồi là chó nó ăn luôn. Mời cả nhà. Ngon đúng không? Nó hơi ngọt ngọt, mặn mặn. Mà nhất là cục thịt nó không bị cứng. Nó mềm mại luôn. Mà ở đây thì thiên về độ ngọt nhiều hơn đúng không? Mà sao mấy bữa lên đây là chị ăn món nào cũng ngon hết chị Xuân Hỷ? Nó vừa khẩu vị á. Cái này là... cục thịt này mình có chấm ngập nước mắm, mắm đi chăng nữa ha. Thì nó vẫn không bị mặn nha. Đúng không? Ngon. Ở ngoài á thì cái thịt nó hơi cứng cứng nhẹ, nhưng mà vô trong cái cục mỡ nó mềm, nó tan vào miệng luôn, béo. Nướng lâu rồi nhưng mà vẫn có cái độ mềm mại, không có bị khô hoặc là bị khét. Cái này chị nghĩ mà mới nướng ở trên lò á, nó thơm mà nó mềm hơn nữa ha. Đúng rồi. Lâu lắm rồi như mới ăn được cái vị thịt sổ lụi như vậy. Bây giờ hiếm ai làm cái món này lắm. Ở dưới chị là hầu như không có luôn á. Ở trong là có củ hành. Củ hành cái ăn ở trong nó hơi giòn giòn, nó thơm ha. Chị mà chả giò, có chả giò mới ngon. Giòn luôn hả? Giòn. Chị thấy có vẻ thịt nhiều nha. Ở trong thịt nhiều đúng không? Thịt cao, thịt.
không ăn được hết tiếc à. Ngon. Chị là chị mê cái lụi này hơn cái chả giò luôn. Ăn gì đâu mà ăn hoài vậy. Cô nói còn cái gì cô. Ăn gì đâu mà ăn hoài vậy. Con mới ăn sáng luôn á. Sao đi mình đi vòng vòng hoặc là hết đồ ăn. Nên là mình tranh thủ. Đúng rồi. Ở chợ thường thường á bữa sáng sẽ nhiều đồ hơn. 6 giờ là người ta đông, đi đông lắm. Giờ này là trễ rồi. Thêm một cái là buổi sáng thì Song Hỷ có công chuyện về khoảng tầm 8 giờ. Cái Như thì Như ngủ là tới 8 giờ mấy, ngủ tới 8 giờ luôn rồi. Ngủ quên hả? Ngủ quên. Dòm ra ngoài cứ thấy tối hoài không thấy sáng. Rồi Đức dậy mới gọi cái đầu, tại vì hôm qua là mình đi cái chỗ đồ bò đúng không? Đồ bò nướng á. Khói nó bốc lên luôn. Rồi cái thấy cái đầu sao mà nghe mùi bò với mùi mùi gì mình nướng cái gì? Bò lụi hả? Bò lụi. Với bò nướng nguyên xả. Bò nướng với xả, là bò cuộn xả. Cái phòng nhà em á đặc biệt cái là chị phải ngủ á, chị thức á, chị muốn thức á, chị phải chỉnh báo thức. Còn thôi là cứ là lúc nào cũng cảm thấy là nó bị tối, hoặc là tối mù mịt là chưa sáng đâu. Tại vì phía trong đó nó hơi bị khuất ánh sáng. Hai ngày trước, hai đêm trước là chị chỉnh báo thức luôn đó. Có đêm hôm là ý y nó là kiểu như em đi về hay trễ á. Mà cuối cùng mình thức còn muốn trễ hơn Song Hỷ nữa. Sáu giờ em thức rồi. Cái thịt này phải nói là chị làm quá ngon. Mình vui ha. Chúc cô. Mình nói gọi là cái chợ là gì á. Đông như cái chợ. Vui như cái chợ. Mà nói ồn mà cũng như cái chợ. Nó đó là mình đi học á. Cái lớp gì đâu ồn như cái chợ. Mà chợ vui mà. Đúng rồi. Mình mà đi tầm 6 giờ 6 rưỡi á. Rất đông dữ lắm. Đông. Giờ này nó về nhà nấu cơm chứ mình nó đi sáng. Người ta nấu cơm, ăn cơm xong ta rửa chén luôn mình mới đi. Xe mình còn nhiều hành trình lắm. Nên là lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần. Để mà muốn đi đâu thì là đi. Ăn thật nhiều để giữ gìn sức khỏe. Trong cái ngày hôm nay thì Song Hỷ sẽ dẫn chị Nghi, chị Như đi núi Cấm để mà có thể là trải nghiệm trên đó lễ săn mây. Buổi sáng mà săn mây trời nó đã gì đâu. Em chỉ nghe ta nói thôi, em chưa đi. Vậy hả? Em chưa đi buổi tối, buổi sáng nữa. Thường là chỉ đi giữa trưa thôi xong rồi về. Mà nếu mà đi mà dạng mà săn mây á, đẹp. Giống như Đà Lạt đúng không? Giống như Đà Lạt. Chị xem nhiều cái clip săn mây rồi hôm nay Như cũng kiểu như là thích thú cả nhà. Nếu mà tầm mấy giờ mình đi ta? Khi nào mình xong. Xong. Mình đi chợ. Rồi mình đi. Rồi sắp xếp đồ đạc là chưa nay đi. Đem theo hai bộ đồ nha. Hai bộ đồ. Đi là mình ở chảnh một đêm. Để sáng mình xong mày. Có cái dùng quýt cũng đã lắm. Dùng quýt hồng. Chị làm ở đây cái nào cũng vừa ăn. Như ăn nhanh ghê á. Mình nghĩ ăn nhanh hết dữ luôn á trời. Em là phải thưởng thức từ từ. Mà giờ chị đói bụng quá Song Hỷ. Đói dữ luôn á. Hay là dạo này mình ăn nhiều lên mình không biết ta. Ăn nhiều á. Ngon. Giờ mình ăn đi rồi mình sẽ đi tham quan chợ xíu rồi coi những điểm nào hay sẽ gửi đến tất cả các cô chú trên kênh của chị Như Nguyễn Tà Mau nha.
sẵn đi Châu Đốc rồi ghé bên đây chợ Cống Đồn đi, rồi mình đi tham quan chợ luôn, đi coi chợ ở đây đi nó như thế nào. Giờ này thì vắng, hơi vắng tí xíu. Đúng rồi em, dắt giờ người ta ăn xong người ta về ta đi ngủ luôn rồi đó. Hai chị em mình mới người đi chợ. Người ta đi ăn cơm, người ta đi ăn cơm. Hai chị em mình mới về đi chợ thôi. Giờ là thấy là bà con ở đây bán cũng vơi đồ bớt rồi. Em chào chị. Trời ơi. Ngọt bông bí hả chị? Bông bí. Chị bán bông bí với hình như đồ chai cái gì nè Xuân Hỷ. Tàu hủ. Nấm rơm, tàu hủ. Trái mít nữa kìa. Mít. À. Đã ha. Cái này chả chai nè đúng không? Đúng. Ui. Nhìn. Cảm ơn nha. Kênh em là Như Nguyễn Cà Mau. Dạ đang quay trên kênh Như Nguyễn Cà Mau. Dạ. Em chào, cảm ơn chị nha. Ở đây chị bán đủ đồ hết trơn. Dạ, trái cây organic không đó, trái cây vườn á. Chuối. Chuối xoài. Chuối xoài. À. Trái này biết trái gì không? Trái chị. Cái lê hả? Cái dưa lê đúng không chị? Cái dưa lê. Dưa lê. Dưa lê nó hơi nhỏ nhỏ tròn tròn nhưng mà nó ngọt lắm. Cái trái này mình ăn sống như vậy luôn hả chị hả? Ổi này là ổi gì chị? Ổi bình thường, ổi ruột trắng mình. Ruột trắng hả? Nhiêu ký vậy? Cho em cái bọc đi em lựa. Mình mua chút nữa mình lên xe mình. Với cái này nè. Dưa lê ký nhiêu chị ha? Ký 20 chị. À, mình lấy dưa lê luôn nè. Cái này dưa lê này mình lựa làm sao để cho ngon chị? Cái nào cứng là được. Cái nào bình thường thấy đẹp đẹp thì lấy đi. Chị thấy đẹp mà nó cứng là được. Đẹp mà nó cứng hả? Ổi đó em cũng lựa đẹp mà nó cứng là được đó. Em thường em thấy em thích những cái trái mà hơi vàng vàng như vậy nè, nó nhỏ nhỏ ăn. Vàng nhưng mà phải cứng nha. Mềm quá nó sẽ không ngon đâu. Trái này đủ vàng chưa? Nó nhọn quá ha, giống trái tim tình yêu quá à. Dữ gì sao? Dữ gì sao? Cái này nó vàng nè, Xuân Hỷ, nhưng mà không biết là nó ngọt không ta? Như cái trái gì bị sạm gì ngọt không? Mấy cái trái nó cũng ngọt nhưng mà bên nó hơi chát. À, ngộ ha. Lấy nè. Cái dưa lê đi. Dưa ngổi xài hả? Nguyên vườn luôn. À, im dạ. Vườn chị ở gần không? Mày trong kia hả? Đi khoảng bao xa chị? Cây số. Đây mận. Của em nhiêu tiền tổng cộng vậy? Coi tính giùm em. Đây chị chạch. Thôi em có tiền lẻ nè. Thôi. Đây là những cái quầy mà thịt heo. Ừ, nhãn hột tiêu kìa Xuân Hỷ. Em muốn ăn nhãn hột tiêu không? Thôi. Nóng cái gì? Đang nóng. Chị đang nóng trong mình mà chị thấy nhãn thì khoái. Ờ, nhãn ở đây là khu vực này là nhãn nhãn xuồng á, nhãn Mỹ Đức ngon lắm. Vậy hả? Mà chị lên đây chị thấy cái gì cũng rẻ. Đồ rẻ. Ở đây là trong chợ cá đúng không em? Cúc này là chị thấy bán cá không đúng nè. Rồi chợ này chợ cá. Giờ thấy nó chị làm cái gì chị cán cán chả chả cá thác lát hả chị? Ôi chị làm nhìn thấy hay quá kìa. Cái này là cái gì chị ha? Mình cắt cái đuôi rồi vậy là mình lặn xuống vậy thôi hả chị? Nhìn hay vậy. Kìa nó ra dưới là xương cục. Vậy rồi cái phần còn lại là mình bỏ luôn hả chị? Chị năm nay bán hàng được không? Cái giờ chị lặn ra nó tròn 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 người đã lắm luôn. Ai cũng than. Rồi em chào chị nha, em cảm ơn nha. Cá hắc lát ngon, thịt chả cá ngon. Cái cá này là bán ở dưới chị là kêu bằng là chả cá ngon nhất rồi đó. Ờ thì đúng rồi, hắc lát là ngon nhất. Ngon nhất. Thường là cá cóc này kìa. Giòn gụm luôn. Quá trời quá đất. Ở đây chị thấy chắc có cá là dạng như cá thiên nhiên nhiều hơn Xuân Hỷ ha? Cá thiên nhiên tại vì gần đây là gần cái khu mà cầu Hà La nên là cái nước mà cái trên mà từ ở biên giới người ta đổ về á, gần giáp Campuchia thì lượng cá rất là nhiều, nhất là cá đồng. Còn cá nuôi thì ở ngoài Châu Đốc thì cũng có, tại vì những cái làng bè người ta nuôi. Còn trong này thì được cái là thuận lợi, cái là từ trên cam đổ xuống thì nó cũng có nhiều cá đồng. Cô ơi, con cá cô ơi. Con cá này gớm không cô ơi. Nó tìm về nơi sinh sản của nó rồi cô ơi. Kìa, bò kìa, ngoảy ngoảy kìa. Không có nước mà vẫn đi tuột tuột luôn kìa. Giờ mà còn đi đó mà có giờ với mày nó đi dữ.
Dạ. Mực. Ở đây chị thấy chợ này cũng lớn hả Song Thủy? Nhưng mà giờ này nó vắng quá. Ui, cá chê, cá chê. Cá chê vàng hay gì nè Song Thủy? Cá chê vàng. Này bây giờ mình chiên nước chiên tươi lên rồi thêm nước mắm gừng. Gừng ha. Đúng rồi, coi kìa. Bột thao cá chê luôn rồi kìa. Cái này mà chiên tươi lên rau sống nước mắm gừng nha. Ờ đúng rồi. Ngồi ngoài vườn thôi, ăn thôi. Ở vô nhà. Cá lóc này là cá lóc đồng nè. Con nó dài dài nó không thon. Đúng đồng luôn ấy. À, kìa. Cá lóc đồng mình nó không có lớn không đúng không chị ha? Dạ nè, nó có lớn. Nó chậm lớn. Nó chậm lớn. Lớn dạng như lớn là nó hiếm ha. Cá lóc đồng, cá lóc đồng ăn sẽ rất là ngon, ngon hơn cá lóc nuôi nhiều lắm. Chị khô rồi, khô cá lóc. Khô này là khô cá lăng hả chị? Thái lăng cá lóc hả? Cá lăng này cá chê bây giờ cũng làm khô luôn. Cá chê ngộ ha, cái thịt nó vàng hơn cá lóc. Cá chê vàng. À vậy hả? Cá chê vàng. Đó giờ chưa ăn cá chê vàng ha. Thấy giờ tưởng là cá là nó chỉ làm cá chiên tươi thôi. Chưa thấy ăn khô. Chưa khô. Em cảm ơn nha. Ôi mình mua tiếp cô được một ký bao nhiêu ạ? Cái này ổi này là ổi này ổi bi thơm hộp mà chị bán ba trái này 10 ngàn thôi, 20 ngàn ký. Bán chung với ổi này nè, tôi mua trái này. Ổi hoàng hậu. Ừ, ổi đó là ổi không có hộp. Ổi nữ hoàng. Thôi trái này mềm quá cô ơi. Trái này mềm quá cô ơi. Nữ hoàng nó ở bên tay. Chung với con trái này. Còn hoàng hậu nó ở bên ta. Cô mới mua rồi tại mua tiếp cô thôi. Ăn đi cái ổ đó với ổ này ăn thử cái nào ngọt. Rồi được rồi. Được rồi. Không được rồi, con mới mua đằng đẵng rồi cô. Sao năm nay thấy ai cũng than cô ha? Trời ơi sao mà tiêu, con thấy được hổm là đông lắm mà. Con có được mà con bán không được mà không có người đi chợ. Sao người đi nó không có. Ủa sao ngộ vậy ta? Cái đò con đi mấy tháng trước là con thấy đông đúng lắm rồi, luôn. Đúng rồi, nhưng mà nói chung ra là bằng không được và không ai đi mua đồ ăn như hồi xưa nữa. Năm nay dì nói với con là tiêu thiệt tình luôn. Cái tình, đây. Tiêu cái tình hình tình kinh luôn. Tế rồi năm nay sao nó xuống vậy? Bây giờ trời? Bà nội bà ngoại nhà giữ con cháu của tụi bay nè mà con không có tiền đem gì nữa. Ở nhà phải liệu cơm gấp mắm. Trời ơi khổ lắm con, tiêu rồi. Năm nay gì năm đâu nay mà mấy cái tiểu hương rồi sao mà ăn có tiền ăn Tết. Không, dì nói là không luôn đó, dì không phải nói giả dối đâu, là thiệt. Rồi tại vì không có ai đi chợ á cô. Không có người đi hơn nữa, con cháu mình bằng không được nè. Dạ. Dì ăn Tết cũng bèo luôn. Không có tiền luôn, không, đi làm công ty cũng không có tiền công luôn. Công ty mà còn không được, đừng nói tới mình. Bây giờ con xuất gia nay 20-30 tỷ rồi. Hàng không qua lợi rồi con lấy đâu con đưa cho mấy mình ăn. Dạ. Rồi bắt buộc phải tiêu. Không thiệt, dì nói thiệt. Năm nay ai mà dựa đồ nhiều là chết nha con. Bởi vì không, dì nói thiệt luôn á. Năm rồi được. Ngày này là dì bán được không dì? Bắt đầu bán được rồi đó. Dạ. Giờ bắt đầu cỡ dầm ăn lên 20 đó là ok. Thường mỗi năm là gần Tết người ta đi đông lắm. Mà mần được nữa. Dạ. Bây giờ mần không được. Nói chung ra lương nè, tháng lặng tháng hợp. Dạ. Rồi đem ra không được, mình nói thiệt không luôn chứ mà. Không có tăng ca luôn cô ha. Không, con gì còn đói nữa đừng nói ai. Giờ ở nhà giữ cháu nội cháu ngoại mẹ ơi con bằng không được rồi không lẽ sao giờ không lẽ đem giết tụi bay thì thôi mẹ ở nhà mẹ liệu cơm gấp mắm đúng rồi có ngon ăn ngon có vợ hôm nay là kinh tế là tình hình chung rồi thấy ai cũng nói chứ cô những cái tiểu thương người ta còn rên đừng nói ở ngoài chợ Châu Đốc là con thấy là tiêu điều hết trơn nhắn mà rẻ lắm tại vì nói với con 1-2 thằng thôi chứ không có nhiều thôi cảm ơn xin hậu tạ nhiêu được rồi đưa tôi lên nữa tôi lại người ta luôn. Rồi, cảm ơn cô nha. Thôi ù 60 rồi con được rồi gác kiếm quân cương. Rồi chị có cần thêm chồng không? Em cần cho chị luôn. Ừ con nói chị có chồng rồi hả? Không thêm nữa đủ xài một xài không đủ. Anh chồng nhà chị có cực khổ không? Anh chồng nhà chị có cực khổ không? Trời ơi, đâu mà chồng con chứ chắc mà không để tầm giường không? Dạ. Không hỏi là anh chồng có cực không? Nếu có cực quá thì kiếm thêm anh nữa cho tiếp ảnh. Vợ, nhưng mà vợ này sợ lắm. Con cá lóc nó bay rồi kìa chị. Thôi, tha mẹ đi, mẹ yêu được rồi. Rồi, con cảm ơn cô nha. Dạ, chị. Thêm nữa nó mặn lắm. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Con đi vui vẻ. Đi vui vẻ. Con nói chuyện vui quá à. Hầu như là cái kinh tế mà của tiểu thương mà bán không được đó, nên là nhiều khi cũng không còn cái sự mà
vui vẻ nụ cười trên môi như mỗi năm nữa. Mấy tháng trước em khi mà em đi đến đây là mọi người ai cũng nhiệt tình vui vẻ, tại vì em bán chợ sâm túc sung túc dữ lắm. Giờ thấy hầu như ai cũng tiêu điều vui vẻ lắm à. Con chào mấy cô, bán đỡ không cô? Dạ. Năm nay thấy ai cũng than chứ cô ha. Thôi giờ con chúc cô mua mai bán đắt nha. Ôi cái trái này trái gì Song Hỷ? Trái đó trái mây. Ê phải không con? Trái gì vậy? Trái xay hay gì á? Trái xay. Trái xay. Cái trái này là hồi đó mình đi học là hay ăn đúng không anh? Phải không? Phải không ta? Con thử một trái thử nha cô. Song Hỷ mở ra cho bà cô chú xem ở trong là trái gì. Nó như thế nào? Đây cái vỏ thì nó hơi mỏng, nó đen đen. Đó, nó giòn giòn như vậy nè. Đó, ở phía trong thì nó bột như vậy. Ủa cũng giống cái trong tựa giống con ăn hồi lúc còn học sinh. Đó. Tại cái này là ăn thử rồi chị, ăn thử coi. Cái này là tại núi cấm của mình hả cô? Hay là núi Sam. Nó bột, nó chát chát không? Đúng rồi. Ngọt ngọt hả? Ngọt ngọt. Lạ ha. Lạ. Mấy cô ngồi đây vui quá ha. Cô có cái chổng. Ngồi đỡ buồn ấy cô. Con nghỉ rồi. Bán gì mà ế cô? Bán thịt bò. Ế quá bán nghỉ nó rồi. Yeah. Lâu lâu con mới bán, có dịch Tết rồi mới bán. Gần Tết mới bán. Với lễ lọc đồ mới bán. Ngày thường Tết này có tâm sự buồn nó được ha. Dạ, nói bình thường à cô. Tâm sự buồn không? Thấy nãy giờ đi đầu chợ tới khu chợ ai cũng có tâm sự. Vui vẻ nhưng mà bán ế thôi. Nhưng mà vẫn vui vẻ, vẫn vui vẻ lạc quan. Thôi con chúc cô năm mới, chuẩn bị bước qua năm mới, vừa bước qua năm mới thì khách đông, chợ mình âm âm, xèo xèo. Đó. Không, tháng sau là khách đông rồi. Dạ, gần Tết rồi ta đi chợ, ta sắm sữa. Giờ ta tiết kiệm để dồn lại tới Tết, gần Tết ta mua luôn. Đó. Thôi. Ta nhịn ăn. Mình cứ mình nhịn ăn để Tết ăn lượt luôn cô. Cứ lạc quan ấy cô ha. Mình nụ cười trên môi. Con cảm ơn cô nha. Dạ, con cảm ơn các cô. Con đi luôn các cô. Vui vẻ. Kinh tế càng ngày càng giảm thấy buồn cho bà con mình ha. Ở dưới chợ nhà gần chợ dưới nhà em á, Tết tới nơi người ta tiểu thương người ta cũng nhập hàng đi quá trời luôn, đồ dạng như đồ cũ để bán á. À mới kém cái chợ sạch bách luôn. Dạ. Người cái tiểu thương là bây giờ là không còn gì trắng tay, còn gì trắng tay luôn. Dạ. Chợ là tanh bành luôn. Mặn cả đời người á mà bị như vậy buồn lắm chứ. Ha. Bởi vậy. Mà khi mà bị cái cú sốc đó rồi mà khó lòng mà làm lại nữa. Em nói trời ơi, ngồi mỗi người ngồi một góc mà khóc không á. Ừ. Khóc không lên tiếng. Thương ha. Thôi giờ mình chắc là mình phải di chuyển qua điểm khác, mình coi có những cái điểm gì mình có thể là chia sẻ đến tất cả các cô chú anh chị ha. Rồi bây giờ mình đi. Ok. Ở trong này có cái khu vực này nè, là cái con sông Kinh Vĩnh Tế. Là có những cái chiếc từ ở chỗ mà Châu Đốc á, chỗ công viên á, mình đi hẳn lên ngoài á là ngay văn khúc này nè. Mình đi tàu ghe á. Giờ đi những cái vỏ bự kìa. Cái bự này chở gì xong hả? Này chở cá hoặc là chở thức ăn. Kìa, quá trời to luôn kìa. Như có chiếc tàu đi qua nè. Chiếc ghe chiếc tàu. Ở vùng cũng là được gọi dạng sông nước đó nha, mà cậu không phân biệt hết được cái chiếc gì với cái chiếc gì nữa. Mình ở trên bờ không à. Đúng rồi. Ngay chợ nó đâu có nghe gì, mình không có chuyên về mà ở dưới sông này kia mình không rành. Hồi đó chị hay lộn về chiếc cano và chiếc cao tốc. Cano, em biết hai chiếc đó không? Cano thì nó sẽ nhỏ hơn cao tốc, mà đi thì mình cứ lộn cái hai cái đó hoài. Các cô đang làm gì ở dưới sông? Dưới này làm cái gì? Anh đang rửa rau. Con chào cô. Chào cô. Giờ này có ai bắt cá gì không cô? Không. Vậy hả? Giờ này đâu có cá bọt ăn mắm gì chưa? Rửa rau nấu cơm hả anh? Rửa rau, đựng làm mồi. Làm mồi hả? Giờ này làm mồi sớm gì? Nhớ thầy đi làm về đi làm mồi. Có mấy cái cửa ngục. Không, đó là kêu bằng 12. Cái đó 12 cửa ngục quá. Cái chỗ anh rửa rau mà chưa. Rửa rau mà máng máng, trong đó
là cái gì ta? Bọc cá đó. Cái bọc mực của nó, nó mới mua. À, mới mua đang làm mồi. Giờ này lên mồi rồi. Làm món gì ăn vậy anh? Lẩu cua hả? Cua đồng hả? Lẩu chua. Lẩu chua mực, mùa mực lẩu làm lẩu. À. Nhậu ở đây luôn hả gì anh? Không, đi qua bên sông rồi qua bên đó đó. Hả, cho tụi em ké được không? Chưa nhậu liền. Chưa nhậu liền hả? Đợi nào khách về đi em mới nhậu. Ủa anh bên kia mình đi qua bằng đường nào? Mình đi xong á, mình đi qua. À, bên kia là nhiều nhà không? Bên kia không, không có nhà. Bên đó là trồng lúa không hay gì? Lúa với rẫy. Lúa với rẫy nhiều á. Rẫy là trồng. Rẫy là trồng dưa leo. Dưa leo gì mớp gì khổ quá. Bầu mớp. Chắc cái chỗ mà cái chị hồi nãy nói là cái vườn của chị á. Không, vườn chị là tuốt trong kia, mình đi ra tuốt ngoài này rồi. À, ngoài này là cái con kinh Vĩnh Tế, là tuốt ngoài này, còn trong kia cống đồn xa tuốt trong. Đúng rồi. Ở đây mát mẻ quá luôn á. Dằn cái giọng cái ngủ con dắt một cái chiều luôn. Đó, có cái giọng đó là đi xuống đó là tới chiều đó. Mỗi lần mà em biết ý tưởng này em đi vô đây. Gì hả? Cái không phải là mình có nhiều ý tưởng đâu mà mình có cái cảm giác là nó thoải mái. Rồi xong rồi mình mới đi kiếm được nội dung. Mà ở đây được cái là các anh, các cô, các chú là làm về nghề cá. Khu vực này là đông lắm. Ở trong này bây giờ ta còn làm cá nữa không cô? Không. Mùa này nước rút. Rút rồi, rút đồng rồi, đâu có làm ruộng không, mà cá mắm gì đó. Năm nay rút sớm hả cô ha? Nó cạn khô sớm rồi, đâu có cá mắm. Vậy đi chảy. Cái ghe đó là mình để mình bán cái gì hả vậy cô? Nhớ em hả? Đúng rồi. Cầu à, em quay bên hôm bên bển. Sắt lên đây nè. Đúng rồi, chỗ lật cá linh đúng không? Ừ, có hôm lựa cá ba cái linh đó. À. Giờ anh chuẩn bị mồi nhậu mà ở miền giờ... Tây có được một cái là sáng sáng sương sương là chuẩn bị đồ ăn nè. Làm chút xíu sương sương vài ly hay ha. Đợi bạn ngủ Hiền. Khỏe. Xây luôn. Gì vậy? Xây luôn hả? Có mồi có rượu chỉ hiếu bạn Hiền. Anh cỡ 1 lít rưỡi không? Làm gì được thứ đó. Vậy cỡ nhiêu? Cỡ 3 xị chứ nửa thùng bia được. 3 xị, uống 2 cái luôn, trộn lẫn luôn. Đợi mạnh không ha. 3 xị cũng. Làm chưa vậy, mấy em đi làm chưa ai vậy? Anh về trước anh làm mồi. Bây giờ mình đi tiếp đi. Đi. Mình coi có cái chỗ nào để mà mình chia sẻ. Cảm ơn anh nha. Rồi, em cảm ơn anh. Bắt gà nhậu giờ. Trời ơi. Không nhậu mà nói như đúng rồi vậy đó. Gian díu như mập mờ kìa. Một mình không căng sức. Vô. Cá thường thường là có những loại cá gì xong hỉ? Nếu mà vô mùa nước lũ thì có cá linh. Hoặc là những cái mùa khác thì có mấy con cá khác. Cá linh là để mình làm mắm nha. Đúng rồi. Mình có làm khô cá linh được không? Khô cá linh thì có khô cá sấy. Và cái con khô cá sấy thì nó phải to. Em coi coi. Như là cạn luôn rồi. Cạn nó thì hỏi thử ở đây. Hỏi thử ở đây cô có. Hình như hết cá. Mùa này là hết cá hả chị? Trời ơi, chị đang cắn gì vậy? Vậy hả, cho em coi với nha. Có cá chép, cá chép. Mình xuống đây mình hình xem. Quá, có cá chép. Rồi, bữa hổm em. Ơi con, chị cầm con cá lau kiến hay gì kìa. Bữa hổm em nhớ là em chèo lên mấy cái khoang này nè. À, đàng hoàng anh ơi. Từ từ anh ơi. Ôi trời ơi, cái này nó sai. Từ từ xong hỉ ơi. Nó tọt cái nghe cái tủm. Ôi bữa nay nước cuộn ơi, nước cốt nhiều luôn á. Bữa hổm em đứng ở đây là nó. Bây giờ đặt. Ui. Cái đất xuống đây chuột xuống đi chứ. Đi từ từ thôi. Sợ nó chuột xuống chứ không gì. Kìa cá chép kìa. Ôi, chị căng cá chép hả? Một em đã ngủm rồi. Cá chép này thường thường người ta mua để làm gì vậy xong hỉ ha? Dạ. Cá chép này thường thường ta mua để làm gì? Mua thả. Cô mua, cô thả. À.
Chị biết sao không? Ở ngoài miền ngoài mình á hiếm cá hơn, nên là cá chép thì người ta ăn nhiều. Nó chỉ có cá chép là phổ biến nhiều thôi. Còn mình đây mình nhiều loại cáo mình không có ăn. Không ăn cá chép. Cá chép thường thường là táo đó ha. Đương táo gì trời. Bữa hổm em thả không mà 50 mấy ký. Vậy hả? Ờ, 57 ký. 1 ký bao nhiêu xong hỉ? Em mua bữa hổm 1 ký cũng mấy chục cái gì á. Cô ở đây mua lại hả? Cô mua thả. À. Cô mua hết không? Hết luôn hả? Ui bự á. Cá chép này là thường thường người ta đánh bắt ở đâu mới có cô? Cái này vợ chà mới có. Ôi trời ơi con cá bự vậy đã vậy? Con cá đó phải mấy ký á. Ôi. Ôi coi vừa nhảy cô ơi. Cá trứng thả tốt cô ha. Ôi trời ơi nó dạng tươi luôn. Cái bụng không kìa, cái bụng chà bá luôn. Mấy em này hên rồi, mấy em may mắn rồi. Trời thả rồi. Khi dở 50-70 ký nữa. Ở trong nước cắm người ta để vô hồ đó, bự hơn cá thì đúng rồi, tại người ta đâu có, người ta cho ăn thường xuyên nó mập. Ăn cá hay sao? Thả cho cá giấy. Vậy cô giấy không? Giấy đi. Rửa sao xa ra. Sông sâu nước chảy. Ui, bơi đi con. Được phóng sinh này. Hết này chắc cũng 20 ký không? Mười mấy ký rồi. 20. Có mấy con cá hồi nãy á, ôm cái bụng trứng rất là to cá luôn. Cá này cũng trứng rồi nè. Dạ. Mùa này mùa sinh sản. Trứng nữa. Tốt. Cá chép này thường có không chị hay là lâu lâu mới có? Vỏ chà là có. À. Vỏ chà là cái gì? Bao lâu mới vỏ chà một lần? 2 tháng chừng ăn thua mình nhử coi cá mình dở thôi. Bữa chà là cái gì chị? Vỏ chà là mấy cái bao dây đó đó. Dài bữa đó người ta đó bên đó là khi đúng chà đó. Là bao lưới là tao mà dở. Trứng là bữa nào mới đó, bao lưới vậy cho em xin em đi quay với. Ờ à, gì của người ta nghe đó bữa mấy? Là chàng bữa mấy tới là ta dở nè, gặp Tết nè. Mùng 10. Mùng 10 là người ta dở buổi sáng luôn hả? Ờ dở tới ngày ta tới 2 3 giờ chiều mới rồi. 10 âm lịch đúng không? Này nè, 6 ký đi cô. Bữa mùng 10 bữa nay mấy ta? Bữa nay hai mấy rồi? Bữa nay 27 gì vậy? 27 còn 13 ngày nữa. À 12 ngày nữa, tháng thiếu 29 mùng 1. Cái sao nước này là chảy ra tới cho đốc luôn là sông sông nó chảy luôn. Bữa hỏi em thả nhả ba sông luôn á. Ờ cho nó đi ba hướng luôn. Đố anh bắt được em. Rồi vậy được rồi. Nó có sao đâu, không chết đâu. Còn cái lắp nữa gì? Còn cái lắp nữa miễn cái giọng là lúng rồi nó không chết. Anh nó không cần. Đó, bây giờ là cô vừa thả. Mấy cô ở gần đây luôn không cô? Dạ. Rồi bao lâu vậy cô mới phóng sinh cá một lần? À, vậy là mới bắt hả cô? Như vậy là quá tốt rồi. Cô thả một con là biết bao nhiêu ngàn con trong bụng nó nữa. Chú là về Tây Phương cực lạc luôn rồi cả nhà ơi. Dạ. Mình lên xong nghỉ ơi. Mình cái bên đó nãy giờ hỏi chị mới biết là kêu bằng vỏ chà là sao đó, chị không hiểu tính đâu là cái cây chà cắm xuống dưới nhưng mà bây giờ người ta gào lại như vậy rồi xong rồi cá vô đó hả? Hôm bữa là em đi mua cá ở đây á thì cái nước mà nó lên tới trên này nè, nước lên á nó lên tới trên mé nó luôn, là em đứng ngay chân cái cây đó. Bữa nay là nước nó giật mà là chị thấy nó còi thuốc Mỹ dưới này không, là vỏ chà thì người ta là nuôi cá lúc mà người ta dằn lại như vậy bao quay lại để mà cái nước lên á con cá nó sẽ vô đó nó ở. Người ta để lục bình ở đó giống như làm cái ổ cho nó. Rồi khi mà nước giật á thì tới ngày mùng 10 nè. Người ta mới lừa một ngày, người ta dở chà ra, người ta lấy cá đó ra ta bán. Giống như người ta làm cái ổ cho nó nuôi đi cho nó con nào con ấy chui vô. Không cần biết là con nào nhưng mà miễn nó có chui vô xong tới nước rút người ta gọi dở chà. Cái nó gọi là giống như cái bẫy bắt nó. Hiểu rồi. Tại vì ở chỗ vừa thấy nó vừa có chỗ ăn, có vừa có chỗ mát nữa, nó phải vô, nó rủ bạn nó vô nữa. Mình bội thu.
là bên đó ta giữ là 7 ngày. Để con kia dặn ta, để dặn vỏ. Mày vỏ cho 7 ngày luôn á. Bán như 1 ký bao nhiêu chứ hả? Không biết nữa, cứ ăn theo cá lè. Không, hồi nãy chị mới bán kìa. 20 ngàn à. Dĩ hả? Có 20 ngàn ta thả dễ trời. Bữa hôm em mua 35 ngàn. Dữ vậy hả? Ồ, ta thả vậy đó, có 20 và tới mua nước luôn. Để hôm nào em vô 20 ngàn, 20 ngàn con chứ nhiều. 35 ngàn mà không bán. Bữa hôm em mạo hết 50 mấy ký, xong qua hôm sau em kiếm nữa. Người ta đi mua đi bán lợ rồi, mà bán gì mắc dữ vậy. Người nhầm người ta thả cao lắm, 25 ngàn à. Dĩ hả? Có 20 ngàn đó, 400 ngàn bạc. Ừ. 50 ký, 70 ký. Chung cho người quen hoặc ai thả là ta nói mình, cái mình dặn tới gái mình thả, mình kêu tao thả. Chị, bên kia nào dở trà cho em xin số điện thoại để em liên hệ chị điện cho em đi rồi có gì cho em hay em chạy vô liền. Thì người ta dặn lứ rồi, người ta kêu lính rồi, tới mùng 10 bên ngay chỗ cái cầu nó dòm qua là người ta dở, người ta dở bên đây ngay qua nè, ngay chân chỗ này nè. Nó dở từ đây đi qua đây. Mùng 10. Mùng 10. Đây dài vô 7 đống liên tiếp, tại ta dặn lứ rồi. Ghê vậy. Ồ, thiệt, ta 7 đống ta dặn lứ rồi, tên ngay chân mùng này nè. Mùng 10. Qua rồi, đi để em đi qua. Ờ, cái chân mùng 10 đi, tại nước kém nữa. Này nước gông lại là cá không có, nước kém lại là... Sáng là mình vô là có. Ừ, sáng là 7 giờ là ta bao tới, ta mặn tới 2-3 giờ đó. Bất kỳ giờ nào mình vô cũng có chứ. Mà nhất là cỡ 1 giờ, 2 giờ với 3 giờ là ta lúc mà ta lên cá đó. Rồi cá lên, nhiều lắm, 100 mấy ký, 200 ký chừng. Trời ơi. Thiệt có chèn, có đồ này kia đó, rồi gọi đi rồi quay. Thiệt. Khoái nha. Em cảm ơn chị nha. Em cảm ơn chị. À, cả nhà ơi, giờ thì hồi sáng giờ là Song Hỷ dẫn Như đi chợ nè, đi ăn nè, rồi đi xem thả cá đúng không? Thả cá mà Như là mới biết là mua thì mình nghĩ là thả sẽ đi ra chỗ khác xa hơn tí nữa đi thả. Nhưng không ngờ là cô thả đó luôn, là nghe chị nói là cứ thả ra đi rồi nước nó tự trôi đi à. Thì, mà mình nghĩ cũng đúng rồi, cá xuống gặp nước nó sẽ bơi thôi. Đúng rồi. Đó, đâu có phải là ở một chỗ đâu để cho bắt nữa đâu. À, như thấy nhiều cái, nhất là cái việc làm này cô làm thấy ý nghĩa Song Hỷ ha. Tại vì chồng của cô vừa mắc nên là cô phải thả cá. Thường là những người mà trong gia đình mắc đó là mình thả cá phóng sanh để cho cái nghiệp, cái tội của người ta được giảm phần nào. Rồi nên là cái đó gọi là giống như là cái tập tục của người ta. Như cũng nghe nói là mùng 10 này là mọi người là sẽ dở trà để trà tiếp tục bắt cá. Tới đó chắc em đi ha Song Hỷ ha. Em chắc em đi, chị kịp không? Ở lại với em nhưng mình trải nghiệm. Chị là chắc không ở lại được rồi. Vậy đó là nhà còn bao việc mà thêm có con nhỏ nữa mà nó cứ nhè hoài nào, giờ đâu có bỏ đi xa đâu. Đây là lần đầu tiên mà chị đi, cả hai vợ chồng đều đi như vậy đó. Đi rồi kiểu lúc trước thì ví dụ như chị đi anh ở nhà, anh đi thì chị ở nhà thì bé cũng đỡ hơn. Rồi bây giờ là đi hết cả hai vợ chồng, mà phải nói là nhờ có YouTube để mình mới được đi trải nghiệm nhiều thứ như vậy. Chứ không có YouTube thì thật sự là mình không biết khi nào mình mới được đi như vậy luôn á, mới được trải nghiệm nhiều thứ. Qua đây thì Như cũng cảm ơn Song Hỷ rất là nhiều luôn. Và cảm ơn gia đình Song Hỷ đã đón tiếp Như giống như một người con, một người cháu trong gia đình vậy đó. Thật sự là rất là quý luôn á mọi người. Thì cũng hy vọng chị Như đợi được tới ngày 10 để mà có thể là đi dở trà cùng với Song Hỷ. Hy vọng ông bà cô chú trên kênh của Song Hỷ Vlog có thể là qua ủng hộ cho chị Như Nguyễn Cà Mau để chị có thêm nhiều động lực ra nhiều video mới hơn và hay hơn. Đôi khi mình làm từ bắt đầu từ làm YouTube mà cũng nhờ cái sự mà động viên của các cô chú á, thì mới có một cái năng lượng tích cực để mà ra nhiều video hay và đi nhiều nơi để chia sẻ. Song Hỷ cũng từ những người mà từ đầu giống như chị Như, nhưng mà chị Song Hỷ cũng được may mắn vì có anh chị dẫn dắt nên nó được nút bạn như bây giờ. Thì hy vọng ông bà cô chú trên kênh của Song Hỷ cũng ủng hộ chị Như giống như là ủng hộ Song Hỷ nha. Qua đây thì Như cũng cảm ơn cả gia đình mình, đại gia đình mình đã luôn theo dõi và luôn đồng hành cùng Như và Song Hỷ suốt những chặng đường vừa qua. Thì cả nhà khi mà yêu thích cả hai kênh thì nhớ bấm cho Như xin một nút like, một nút đăng ký kênh và cả Song Hỷ nữa để hai chị em có nhiều động lực đi, phải nói là đi để không có thấy mệt mỏi nha cả nhà. Đi không thấy cái mệt mỏi rồi khi mà nghe những cái comment của mọi người á, cả nhà mình á, cái mình cảm thấy là vui hơn, rồi cảm thấy là tích cực hơn. Đúng rồi, để quay được nhiều cái cảnh đẹp và nhiều cái cảnh mà cho mọi người xem, để mọi người là biết được là cái hành trình của hai chị em đi như thế nào. Thì giờ Như cũng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào video tiếp theo với khung giờ là 19 giờ tối hàng ngày nha. Bye bye. Bye bye.